Con này là của Philips này nè. Đó, điện con này xài điện 22 luôn nha. 22 trực tiếp này. Con này của Đức gì nhỉ anh em? Kéo cái bàn lại xíu à. Rồi lay. Mấy đĩa này là đĩa chợ nha, không qua đĩa xịn đâu nha. Đĩa màu xanh này. Đĩa 7 nha. Đang nghe qua cái âm ly của Bioner với cặp loa này nè. Số 2. Vì ở trên này nè, gió bụi quá. Mà sẽ điện 220 luôn nha. Trong mặt trời, từng mặt trời rơi sáng lên đu. Bấm đại bài ngẫu nhiên rồi. Đó. Đó, bấm ngẫu nhiên là chơi hết nha nè, số 6 này. Bấm vô chơi nha. Rồi ok nha.